Học kỳ Quân đội là chương trình hợp tác giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Các khóa tập huấn này dài từ 7 đến 12 ngày đã góp phần tạo môi trường học tập, rèn luyện giúp các em nhỏ nâng cao ý thức kỷ luật, tự tin và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Trung tâm huấn luyện Bộ đội Biên phòng thuộc huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc là nơi diễn ra học kỳ quân đội dài 12 ngày. Đây là ngày thứ tư của 212 chiến sĩ nhí tham gia học kỳ quân đội. Ngày hôm nay, các em có các hoạt động tập thể dục, dọn vệ sinh khu nhà ở, học gấp quần áo, chăn màn và được học về tính kỷ luật, về cách làm việc nhóm dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các chiến sĩ quân đội. Về chương trình học kỳ quân đội thì cháu có những người bạn mới, những trải nghiệm mới ở những cái hoạt động mới mà trước đây cháu chưa từng làm. Cháu cảm thấy là những điều này rất tuyệt vời và cháu có một mùa hè đáng nhớ ạ. Đến với chương trình này thì cháu đã được học rất nhiều điều như là cấp nội vụ, giặt quần áo và tắm rửa. Những cái đó giúp cho cháu thấy tự tin hơn trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống và hiểu biết hơn về quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 6 năm tổ chức, mỗi năm Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên Hà Nội cùng Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng lại có sự điều chỉnh để chương trình ngày càng phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Chúng tôi thì tính toán để làm thế nào cái chương trình nó hợp lý, nó phù hợp với tâm sinh lý và lứa tuổi của các em, giáo dục cho các em có tình yêu quê hương đất nước, con người, biển đảo của Tổ quốc Việt Nam, truyền thống của dân tộc, của quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới việc rèn luyện các cháu thói quen tự lập của mình hàng ngày, những vấn đề liên quan tới việc giờ giấc, việc tự mình chăm lo cuộc sống cho chính bản thân mình, để từ đó tăng cường cái tính tổ chức, tính kỷ luật và tôi tin tưởng chắc chắn rằng là sau thời gian trải nghiệm trong môi trường chiến sĩ, các em thực sự sẽ có rất nhiều tiến bộ trong cuộc sống. Đây là bữa cơm trưa sau nửa ngày tham gia huấn luyện. Các em tự xới cơm cho nhau, tự ăn với nhau, ăn xong cũng tự rửa bát. Tuy thời gian huấn luyện ngắn, nhưng cũng đã trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về nếp sống trong quân đội. Qua đó, các em đã phần nào rèn luyện được ý thức kỷ luật và ý chí vượt qua thử thách.